Chào anh Tuấn. Hello Châu. Rất vui là được chào mừng Châu đến với khu vực Sài Gòn của Lumiere Riverside ngày hôm nay. Dạ, em đã rất là mong chờ dự án này và nghe rất nhiều về nó. Đúng rồi, tại vì đây là dự án gần như là viên ngọc cuối cùng còn sót lại tại khu vực Thảo Điền và An Phú. Và ngày hôm nay thì anh sẽ giới thiệu cho Châu về dự án tuyệt vời này. Dạ, ok không? Dạ, được ạ. Xin giới thiệu với Châu, đây chính là khu vực sa bàn về vị trí của dự án. Thì mình có thể thấy thì đây Lumiere Riverside chính là viên ngọc, viên kim cương cuối cùng còn sót lại tại khu vực An Phú và Thảo Điền. Bởi vì dọc cái trục xa lộ Hà Nội này thì chúng ta chỉ còn đúng là dự án của chúng ta. Và đây cũng là một cái vị trí cực kỳ tiệm cận với vị trí của trạm metro. Minh Châu thì mình có qua Singapore mình cũng thấy tức là ở toàn bộ những cái trạm metro thì nó luôn luôn nó tạo thành một cái tiểu trung tâm phát triển cực kỳ trù phú. Và với một cái thống kê ở bên Thái Lan, Bangkok cho thấy là cứ 1 km mà những cái dự án nào nằm gần trạm metro hơn thì cái mức giá bất động sản đó đều tăng cao hơn so với các khu vực nằm xa hơn là khoảng 6,5%. Thì đây chính là một cái vị trí tuyệt vời để chúng ta có thể phát triển thành một cái trung tâm thành phố mới. Và ở đây dự án của chúng ta cắt sông thì chỉ có 500 m thôi, cho nên là tầm view cực kỳ đẹp và nhìn ra toàn bộ con sông Sài Gòn uốn lượn. Và chúng ta chỉ có thể xây dựng được cái vị trí dự án cao cấp nhất ở cái vị trí vị trí đắc địa nhất. Và Thảo Điền chính là một khu vực như vậy, tại vì ở đây ngày xưa như là Châu biết là từ ngày xưa thì khu vực Thảo Điền được mệnh danh tên là Thanh Bình, tại vì cái mảng xanh của nó là phủ tới 70%. Và rất nhiều những người giàu khi mà họ về đây họ thấy rằng vị trí vừa gần trung tâm quận nhất mà lại phủ tới 70% mảng xanh, nên rất nhiều người giàu họ về đây. Và qua thời gian họ làm ăn rất là phát đạt ở đây, thì đây là một cái khu vực tập trung cực kỳ nhiều những cái vượng khí. Và sau này khi mà những người giàu họ có thêm rất là nhiều những cái tài sản khác ở những vị trí khác, họ vẫn giữ ngôi nhà ở đây, tại vì đây chính là cái nơi mà họ làm ăn rất là phát đạt. Thảo Điền có một cái đặc điểm cực kỳ hay mà tất cả các khu vực khác đều không có, ngay cả quận nhất, ngay cả Phú Mỹ Hưng, ngay cả khu Thủ Thiêm đều không có là Ở đây là nơi tập trung mật độ dày đặc nhất. Tất cả các biệt thự, tức là gần như là biệt thự san sát biệt thự. Và đây là cái khu vực tập trung những cái biệt thự mà chúng ta có thể gọi là lâu đài rất là nhiều. Và bởi vì là ở đây có một cái hệ thống gọi là trường học quốc tế cực kỳ dày đặc, như là trường British International School hoặc là những cái trường nước ngoài mà gần như là giáo viên dạy bằng tiếng Anh. Và con cái của những cư dân ở đây là gần như là những cái bé còn rất là nhỏ mà đã nói rất là giỏi tiếng Anh và tiếng Việt. Và đó chính là nơi mà khi mà người giàu họ đã có đầy đủ những cái gọi là những cái vật chất thì họ bắt đầu là họ đầu tư cho con cái. Và đây chính là cái nơi để mà giúp cho con cái của họ có một cái hệ thống giáo dục tuyệt vời và tiên tiến nhất. Và điểm đặc biệt hơn nữa là đây cũng là cái nơi tập trung những cái người nước ngoài mà từ hơn 102 quốc gia khác nhau. Và đặc biệt là cực kỳ nhiều những người châu Âu và người Mỹ. Nếu như ở Phú Mỹ Hưng chúng ta có thể thấy những cái cộng đồng người Hàn Quốc, hoặc là ở những cái khu khác chúng ta có thể ví dụ như là quận 5 chúng ta thấy cộng đồng người Hoa, thì ở đây là khu vực của người châu Âu và người Mỹ. Cho nên là toàn bộ những cái tiện ích xung quanh đây nó đều mang một cái hơi hướng phương Tây. Nên đây là cái khu vực tập trung những người giàu và siêu giàu cực kỳ nhiều cho khu vực Thảo Điền. Và cái vị trí của chúng ta là vị trí đắc địa nhất. Xin mời Châu qua bên dự án bên đây. Xin giới thiệu với Châu, đây chính là khu vực sa bàn của dự án. Cái ý tưởng đầu tiên khi mà đơn vị Masterise Home phát triển dự án đó là với một cái mong muốn là đưa những cái chuẩn mực cao cấp nhất trên thị trường bất động sản thế giới về với thị trường bất động sản Việt Nam, và phải làm sao để mà xây dựng được một cái dự án đạt được một cái tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn của các khu phức hợp cao cấp nhất tại thị trường Dubai, tại thị trường Hồng Kông, để mà những cái người nước ngoài khi mà họ qua Việt Nam á, họ sẽ cảm nhận được là đây chính là cái gọi là cái ngôi nhà tương đương với cái ngôi nhà của họ ở nước ngoài. Và bản thân người Việt Nam của mình cũng được sở hữu một cái sản phẩm đạt được những cái tiêu chuẩn quốc tế đúng nghĩa tại thị trường của Việt Nam. Thì như Châu thấy ở đây là cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mình nhìn về thiết kế mặt ngoài giá là như thế nào ạ? Là rất xanh ạ. Đúng rồi. Thì ở đây điểm đặc biệt là đây là một trong số hiếm các dự án có thể đưa một cái dải thực vật xanh lên trên toàn bộ phía bên mặt ngoài của bên tòa nhà. Và đây chắc là dự án duy nhất có thể ốp tới 6.900 m² mảng xanh lên bên hông tòa nhà. Và với cái khối lượng mảng thực vật cây xanh này thì có thể thải ra cái lượng oxy lên đến hơn 11.000 kg oxy. Thì đây nó sẽ tạo thành một cái cuộc sống, nó gọi là cuộc sống organic. Tức là khi chúng ta có thể là làm việc tại quận nhất hoặc những cái khu vực lân cận, nhưng khi chúng ta về đến nhà thì có một cái thảm thực vật xanh, gần như chúng ta sống trong một cái ốc đảo xanh mà hoàn toàn là cách biệt với những cái không khí khói bụi ồn ào bên ngoài. Và chúng ta tận hưởng cái cuộc sống xanh đó trong suốt toàn bộ bên trong tòa nhà. Và để mà tại sao như hồi nãy khi mà anh nói là đây là một trong số hiếm những dự án có thể làm được điều đó, bởi vì khi mà chúng ta có thể đưa được những cái mảng xanh lên bên hông tòa nhà, chúng ta phải cần những cái công nghệ, chúng ta cần kỹ thuật và chúng ta phải đầu tư ngay trong cái giai đoạn mà chúng ta xây dựng dự án. Thì đặc biệt ở đây là cái dự án duy nhất về căn hộ mà áp dụng cái hệ thống đó gọi là BMU, tức là Building Maintenance Unit. Trong quá trình xây dựng dự án thì có những cái gọi là những cái bộ phận gọi là thiết kế ròng rọc, nó nằm ngay sẵn ở những cái khu vực cao nhất của tòa nhà hay là ở những cái khu vực cao nhất của khu vực căn hộ. Và bởi vậy cho nên là cái việc mà chúng ta bảo trì về những cái mảng xanh hoặc là bảo trì tòa nhà mặt ngoài được diễn ra rất là thường xuyên và được diễn ra một cách là hoàn toàn tự động, hoặc là những cái hệ thống gọi là tưới cây sẽ được tự động cho toàn bộ thiết kế tòa nhà. Thì bởi vậy chúng ta mới có thể đưa được cái mảng xanh rất là lớn bên trên bê tông tòa nhà, thực sự là rất là công phu. Và ở đây như Châu thấy thì nó sẽ có hai tòa, một tòa nó gọi là tòa X là tòa phía đông và một tòa là tòa Z là tòa phía tây. Thì hai tòa này, một tòa cao 36 tầng và một tòa cao 37 tầng. Và nếu chúng ta nhìn lên trên đỉnh tòa nhà, chúng ta sẽ thấy có 6 căn penthouse bên tòa X và có 7 căn penthouse bên tòa West, duplex view cực kỳ đẹp. Và ở đây nó là một cái mô hình chúng ta có thể gọi là chúng ta có thể sống ở đây, sống trong những khu căn hộ, chúng ta có thể làm việc tại khu vực văn phòng. Như ở bên tòa West thì chúng ta sẽ có 6 tầng cho văn phòng, và ở bên tòa X thì chúng ta sẽ có 3 tầng cho văn phòng. Và đặc biệt chúng ta cũng có thể vui chơi tại đây luôn, bởi vì ở đây sẽ có những khu vực nó trở thành cái điểm đến của Thảo Điền, nó có những cái khu vực shop house nằm ở 2 tầng ở dưới. Và như Châu thấy là ở bên cái khu vực văn phòng thì cái độ cao trần của nó là cao 4 m, và với 6 cái tầng office cao 4 m cộng thêm 2 tầng trệt ở dưới cao 4 m đến 5 m thì chúng ta sẽ có một cái hồ bơi nằm ở tầng 8. Nhưng với cái độ cao trần của khối văn phòng như vậy thì cái hồ bơi nằm ở tầng 8, nhưng mà cái tầm view tuyệt đẹp lại nằm đúng có một cái tầm view tương đương với tầm view của tầng 11. Và khi mà các kiến trúc sư khi mà họ về đây tức là họ bắt đầu là nghiên cứu ra những cái làm sao để chúng ta sống xanh, thì bắt đầu là đưa vào một cái ngôn ngữ thiết kế nó gọi là leafscape. Và cái leafscape đó chính là cái lá của cái cây bạc hà thì nó sẽ có những cái đường gân lá rất là đẹp, và những cái đường gân lá đó nó sẽ được áp dụng cho toàn bộ xuyên suốt những ngôn ngữ thiết kế của dự án. Như là ở đây mọi người thấy là chúng ta có cái hồ bơi ở tầng 8, và khi chúng ta ở những cái căn hộ ở tầng cao chúng ta nhìn xuống hồ bơi vào ban đêm, chúng ta sẽ thấy những cái hồ bơi theo đúng những cái hình gân lá, và đặc biệt những cái hồ jacuzzi cũng được thiết kế theo đúng những cái hình gân lá. Hoặc là ngay cả những cái khu vực chúng ta nghỉ ngơi trên hồ bơi cũng sẽ được thiết kế theo toàn bộ một cái ngôn ngữ như vậy. Và ở trên hồ bơi ở tầng 8 này chúng ta sẽ có 2 vị trí để mà chúng ta có thể vừa ngắm hoàng hôn, vừa ngắm bình minh. Đó chính là 2 khu vực chúng ta tập yoga tại đây. Một khu vực ở bên đây là để chúng ta ngắm hoàng hôn, và khu vực ở bên tay trái này chúng ta ngắm bình minh. Cực kỳ đẹp. Và xin mời Châu qua bên hướng này. Bên đây chính là khu vực cổng vào của dự án. Thì như Châu thấy ở đây sẽ là khu vực võ trường toản. Và ở ngay khu vực này thì mình sẽ thiết kế một cái khu vực vui chơi cho trẻ em. Đó là chúng ta có nhạc nước, chúng ta có rất nhiều những cái shop house. Và sau này thì khu vực này sẽ trở thành một trong những cái điểm đến của khu vực Thảo Điền luôn. Tức là nó sẽ rất là nhộn nhịp. Và khi nó tạo thành những cái sự nhộn nhịp như vậy là gì ạ? Thì những cái thương hiệu cà phê như là Starbucks, hoặc là những cái thương hiệu nhà hàng, hay là những cái thương hiệu gọi là mua sắm sang trọng sẽ về đây. Bởi vậy nó sẽ tạo thành một cái tiện ích cộng thêm cho cư dân rất là lớn, khi mà chúng ta có thể vui chơi trong một cái khu vực cực kỳ sầm uất như vậy. Và về mặt thiết kế thì ở đây dự án đã mời về những cái đơn vị thiết kế quốc tế gần như là hàng đầu, như là thiết kế mặt ngoài và phần thiết kế cảnh quan là mời đơn vị ATKINS. ATKINS là một cái đơn vị họ chỉ thiết kế những cái tòa nhà mang tính biểu tượng. Ví dụ như là ở Dubai chúng ta sẽ có cái tòa nhà hình mặt trăng, hoặc là như là ở Việt Nam đi. Việt Nam thì chúng ta ngay cả tòa Landmark 81 và tòa Bitexco cũng do ATKINS thiết kế. Thì như Châu thấy là mặc dù sau này có thể thôi, tương lai Hồ Chí Minh sẽ có những tòa nhà cao hơn Bitexco, nhưng mà cả hiện tại và tương lai Bitexco vẫn luôn là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Và đó bởi vậy cho nên là khi ATKINS ở đây họ thiết kế, họ sẽ thiết kế những cái hình dáng kiến trúc của tòa nhà cực kỳ đặc sắc mà chúng ta sẽ không thấy được ở bất cứ đâu. Hoặc là như là về thiết kế bên trong những cái nội khu thì chúng ta sẽ có đơn vị như là SBA. SBA họ là đơn vị, nếu mà mình xem toàn bộ cái portfolio của họ thì họ chỉ thiết kế nội thất cho những chuỗi khách sạn 5 sao thôi, như là Hyatt nè, như là Novotel nè, như là Marriott nè, và ngay cả họ thiết kế luôn cho Ritz-Carlton. Thì bởi vì họ đã thiết kế rất là quen tay những cái chuỗi khách sạn cao cấp nhất rồi, thì khi mà họ vào đây thì họ rất là dễ dàng để thiết kế cho chúng ta một cái tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Đặc biệt là làm sao để chủ đầu tư có thể đưa được cái chất lượng bàn giao tốt nhất đến tay khách hàng. Thì ngoài cái việc chúng ta có một cái đơn vị thi công tốt, chúng ta cần phải có một đơn vị giám sát thi công tốt. Bởi vì cái đơn vị giám sát thi công nó sẽ là cái đơn vị theo sát trong toàn bộ cái quá trình xây dựng về chất lượng của dự án. Thì ở đây là Lumiere Riverside hợp tác với một đơn vị là Turner. Và Turner thì họ gần như là họ giám sát những cái gọi là những cái chuỗi nhà ở cao cấp nhất. Ví dụ như là ở bên Dubai chúng ta có tòa Burj Khalifa là cao nhất thế giới, và ở dưới đó là chúng ta có Armani Hotel, thì là do Turner họ là đơn vị gọi là giám sát xây dựng ở phần đó. Hoặc là chúng ta thấy như là những cái tức là họ làm những cái công trình rất là lớn. Và đặc biệt ở đây thì cũng mời Newteccons là một cái đơn vị thiết kế gần như là xây dựng những cái khu phức hợp như là Vincom Thăng Long, hoặc là hiện nay đợt gần nhất là Metropole có mời Newteccons để mà xây dựng một cái dự án là hơn 500 tỷ cho Metropole. Đó, thì toàn bộ những cái đơn vị tham gia vô dự án đều là những cái đối tác gần như là hàng đầu thế giới và cực kỳ lớn. Và nếu như chúng ta để ý một cái chi tiết nhỏ thôi, đó là trong tất cả các dự án của Masterise Home từ 6 năm nay và ngay cả những cái dự án mà hiện nay đang triển khai, chúng ta đều thấy là dọc những cái khu vực lối đi lúc nào cũng sẽ có những cái mái che. Thì những cái phần này nó mang lại cái sự an toàn cho người dân, bởi vì bất kỳ một cái vật nào nhỏ nhỏ, ví dụ như là một cái hột táo chẳng hạn, rơi từ một tầng 30 xuống đều có thể gây sát thương rất là lớn. Thì đây chính là cái sự an toàn cho cư dân. Và thực sự là trong những cái tiêu chuẩn gọi là tối thiểu của cái sảnh 5 sao á, là ở những cái khu vực sảnh đón khách lúc nào cũng phải có những cái mái che. Thì đây là những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà nó thể hiện cái sự trau chuốt của chủ đầu tư. Và tổng cộng trong dự án chúng ta có hơn 90 các loại cây xanh khác nhau. Và những cái cây xanh này thì sau này khi mà dự án chúng ta bàn giao đến khách hàng á, là nó sẽ là những cái dây cây đã trưởng thành để mà chúng ta về đây ở, là chúng ta bắt đầu là chúng ta tận hưởng cuộc sống luôn. Cái anh kiến trúc sư này hay một cái là khi mà anh đi vào gọi là tham khảo về cái gọi là văn hóa của Việt Nam, anh thấy là tại khu vực Thảo Điền thì có rất nhiều các nhà họ trồng những cái cây xanh đặt trước cửa nhà. Và khi chúng ta đến công viên Tao Đàn, nó là một cái lá phổi của thành phố, đang là thấy là cũng có những cái chậu cây, và những cái chậu cây này thì sử dụng những cái đá mosaic, là những cái đá mà nó có những cái hình vuông nho nhỏ mà nó xếp sát nhau cực kỳ đẹp. Nên là ảnh lại mang về đây, ảnh thiết kế riêng những cái chậu mà chỉ có dự án này có và đặt ở rất nhiều ở trong dự án. Cho nên là khi chúng ta nhìn vào dự án, chúng ta sẽ thấy là gì? Gần như chúng ta bước chân vào trong dự án là chúng ta bước chân vào trong một cái khu vườn nhiệt đới, và chúng ta gần như chúng ta thoát hẳn khỏi những cái khói bụi, những cái ở bên ngoài để chúng ta tận hưởng cái cuộc sống organic. Và ở khu vực này chúng ta sẽ có một cái clubhouse ở đây, và clubhouse sẽ bao gồm phòng gym và khu trò chơi cho trẻ em để mà giúp cho cư dân có thể tận hưởng cuộc sống được tốt hơn. Toàn bộ hệ kính ở đây thì nhờ những cái hệ kính ở những cái căn hộ nào mà view ra cái mặt view của xa lộ Hà Nội thì sẽ được sử dụng cái loại kính là kính hộp. Kính hộp tức là chúng ta sẽ có 2 lớp kính, và ở giữa này chúng ta sẽ có một cái lớp nó gọi là khí trơ, và khí trơ này thì nó tương đương với cái lớp chân không. Thì mình cứ tưởng tượng âm thanh nó truyền qua một cái lớp chân không, nó sẽ được giữ lại và nó sẽ tạo thành một cái gọi là một cái độ cách âm cực kỳ tốt. Đó. Và dự án thì sẽ có thêm một cái đặc điểm, đó là chúng ta sẽ có số lượng tầng hầm rất là lớn. Đó là chúng ta sẽ có 2 tầng hầm nằm âm ở phía dưới khối đế của 2 tòa nhà, nhưng đồng thời chúng ta sẽ có thêm 3 tầng hầm nổi nằm ở mặt lưng của tòa X, và chúng ta sẽ có 4 tầng hầm nổi nằm ở mặt lưng của tòa West. Đó sẽ mang lại khối lượng chỗ đậu xe cho cư dân rất là lớn. Thì từng những cái chi tiết đó đều được chăm chút rất là kỹ. Thì đây chính là cái khu vực virtual app, nơi mà chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng là cái căn nhà tương lai của chúng ta như thế nào. Và ở đây dự án chúng ta sẽ có 2 tầm view, một tầm view về sông Sài Gòn uốn thượng cực kỳ đẹp. Tuy nhiên một cái tầm view khác cũng sôi động và rực rỡ không kém, khi mà từ đây chúng ta có một cái tầm view về tòa nhà Landmark 81, view rất là rực rỡ về đêm và chúng ta nhìn thành phố cực kỳ sống động. Thì ở virtual app này chúng ta sẽ xem được rất là nhiều thông tin, ví dụ như chúng ta sẽ xem được những cái khu vực xung quanh và đường metro line như ở đây đó, hoặc là chúng ta sẽ xem được toàn bộ về cái vị trí của dự án, nó sẽ nằm tiềm cận những cái trạm metro hoặc là những cái trường học quốc tế nằm trong khu vực Thảo Điền. Hoặc là qua đây thì chúng ta sẽ xem được toàn bộ những cái tiện ích cao cấp nhất của dự án, như là sảnh của lobby. Chúng ta thấy thì đây là một cái sảnh được thiết kế, thứ nhất là được thiết kế theo tiêu chuẩn nước ngoài cực kỳ cao cấp, và toàn bộ khu vực này sẽ được ốp đá marble cùng với những cái tiểu cảnh mang những cái hình lá sen vẫn rất là thuần thiên nhiên. Bởi vì đây chính là cái cuộc sống organic, cho nên là mọi thứ từ lúc chúng ta bước chân vô sảnh, vô trong căn hộ của mình nó cũng phải organic, nó cũng phải tiêu chuẩn sang trọng, cho đến lúc chúng ta bước ra ngoài khu vực cảnh quan, cho đến chúng ta bước chân vào căn hộ của chúng ta. Hoặc là chúng ta sẽ có những cái khu vực như là khu vực lounge ở đây, và chúng ta sẽ có một cái lounge thực sự rất là rộng lớn. Rồi khu vực phòng gym sẽ nằm ở tầng 7 và view về một cái khu vườn cực kỳ đẹp. Rồi những cái khu vực như là nướng BBQ. Nướng BBQ thì gia đình chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thời gian để chúng ta tận hưởng những cái kỷ niệm rất là đẹp đối với nhau. Hoặc là như khu vực hồ bơi nằm ở tầng 8 với một cái tầm view tương đương với nằm ở tầng 11, và cũng là những cái hồ bơi sẽ mang những cái hình dáng của nightcap đó là hình dáng của gâm lá. Và chúng ta sẽ có hai khu vực yoga như hồi nãy anh đã nói là gì, chúng ta có hai cái khu vực để chúng ta vừa ngắm hoàng hôn vừa ngắm bình minh. Thì chúng ta sẽ có toàn bộ tổng hòa những cái này trong những cái ngôi nhà của chúng ta. Rồi đồng thời chúng ta cũng có những cái thông tin cực kỳ chi tiết, ví dụ như là mặt bằng tầng, chúng ta sẽ xem được cực kỳ rõ là chúng ta sẽ cần xem bên trong tầng view căn nào, mặt bằng như thế nào để mà cho chúng ta có thể trải nghiệm rất là rõ ràng căn hộ của chúng ta thiết kế. Hoặc là về khu vực căn hộ mẫu, thì mặc dù chúng ta đã có những cái căn hộ mẫu 2 phòng ngủ, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ được xem tất cả những cái diện tích về căn 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng. Và animation chính là khu vực mà chúng ta có thể xem lại toàn bộ tất cả những cái vẻ đẹp nhất của dự án. Như vậy là chúng ta có thể hình dung ra được căn nhà của mình ngay cả trước khi nó hoàn thành luôn. Đúng rồi, và nó cực kỳ chính xác đến từng chi tiết để chúng ta có thể cảm nhận được. Một dự án cao cấp và có nhiều hạng mục như vậy, chắc chắn việc quản lý cũng đòi hỏi rất cao đúng không? Đúng rồi, chính xác. Tại vì bản thân là chúng ta đã có một dự án được những đơn vị thiết kế quốc tế, thiết kế kiến trúc mặt ngoài rất đẹp, thiết kế cảnh quan cực kỳ đẹp và bàn giao căn hộ cũng toàn những thiêu cao cấp. Tuy nhiên để đạt được một cái tiêu chuẩn quốc tế hoàn thiện, chúng ta cần có một cái đơn vị quản lý quốc tế. Và như Châu biết là đối với các chủ đầu tư thông thường, vào cái thời điểm mà chúng ta bàn giao căn hộ thì đó là cái thời điểm mà gần như chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ gần như đầy đủ với khách hàng. Vậy thì tại sao gần đây chủ đầu tư Masterise Home phải cho ra đời công ty là Masterise Property Management để làm gì? Bởi vì bản thân cái việc sau này cư dân chúng ta nhận nhà xong, chúng ta có hài lòng với việc chúng ta sử dụng căn hộ hay không, nó sẽ mang lại cái giá trị cộng thêm rất là lớn cho bản thân cái giá trị bất động sản đó. Nếu cư dân họ hài lòng thì sẽ có rất nhiều người tới đây thuê nhà, mua lại nhà và nó tạo thành một cái thị trường rất là sôi động. Và như hồi nãy anh đã nói là gì? Tức là hiện nay là Masterise Property Management hiện nay là được anh Julian, một người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực là quản lý các tòa nhà, trong đó có hơn 20 năm làm việc tại CBRE và Savile, sẽ đứng ra quản lý toàn bộ tòa nhà thì sẽ đưa ra những cái tiêu chuẩn gọi là những cái tiêu chuẩn gọi là chuẩn quốc tế trong cái việc quản lý tòa nhà. Và đặc biệt ở dự án của Lumiere Riverside thì cũng cung cấp luôn cái dịch vụ nó gọi là concierge service. Và concierge service này thông thường nó là một cái dịch vụ tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Tức là khi chúng ta bước chân vào sảnh sẽ có những cái người gọi là những người doorman mở cửa cười với chúng ta sẽ có những người gọi là hỗ trợ mang vác hành lý. Hoặc là chúng ta cũng có những cái dịch vụ như là đặt phòng, đặt vé máy bay, đặt khách sạn cho khách hàng. Hoặc là những cái dịch vụ hỗ trợ gọi là ví dụ như khi chúng ta tắm hồ bơi, luôn luôn có những cái người gọi là hỗ trợ chúng ta đưa khăn tắm. Thì toàn bộ những cái dịch vụ đó nó mang lại một cái trải nghiệm gần như là khi chúng ta bước chân về nhà, chúng ta bước chân vào một khu vực resort và tận hưởng những cái service resort đó. Ngoài ra còn một cái dịch vụ nữa mà gần như là chắc là Masterise Property Management là đơn vị đầu tiên cung cấp một cái dịch vụ từ A đến Z, đó chính là dịch vụ quản lý tài sản. Cái dịch vụ này thì sẽ cho những khách hàng nào họ thực sự là họ sở hữu rất nhiều bất động sản nhưng họ bận rộn. Giả sử như Châu, ví dụ như là chúng ta bận rộn, chúng ta phải bay ra Đà Nẵng, chúng ta bay ra Hà Nội, chúng ta đi họp hành, đi công tác liên tục, hoặc chúng ta ra nước ngoài, hoặc là bản thân những cái người như là những người nước ngoài sở hữu sản phẩm họ không có thời gian họ quản lý tài sản. Hoặc là như bản thân anh khi mà gặp rất nhiều những khách hàng họ có 3 tài sản, 5 bất động sản, hoặc là có những khách hàng khi chúng ta đến nhà gần như là sẽ có một cái tập sổ hồng dài cột như vậy và họ sẽ rất là không có nhiều thời gian để quản lý tài sản. Thì chúng ta sẽ cung cấp là Masterise Property Management sẽ cung cấp cái dịch vụ quản lý tài sản là gì? Từ lúc bàn giao căn hộ sẽ là đơn vị đứng ra nhận bàn giao căn hộ, kiểm tra những cái lỗi bàn giao căn hộ, cho đến việc là tư vấn những cái gói nội thất cho phù hợp cho và tìm những cái khách hàng thuê nhà, xong rồi ký kết hợp đồng thuê. Và trong quá trình thuê chúng ta có rất nhiều những cái yêu cầu từ người thuê nhà như là vấn đề về điện, nước, về internet, thì Masterise Property Management cũng đứng là giải quyết tất cả những việc đó. Hoặc là khi những cái người gọi là người thuê nhà cũ rời đi và những người thuê nhà mới tới thì phải cần những cái đơn vị gọi là chăm sóc, làm mới lại ngôi nhà một chút, thì Masterise Property Management cũng là đơn vị đứng ra làm chuyện đó từ A cho đến Z. Cho nên đây gần như là một cái khoản đầu tư nó gọi là worry free, tức là chúng ta không phải quá lo lắng đến cái việc gọi là chúng ta quản lý tài sản của chúng ta để mang lại cho dòng tiền. Thì toàn bộ những cái quy trình khép kín đó để mang lại một cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm cao cấp. Và cái sản phẩm này sẽ đạt một cái tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn của các quốc gia tiên tiến như là Hồng Kông hay là Dubai. Và sau đây thì xin mời Châu chúng ta sẽ xem khu vực nhà mẫu của chúng ta như thế nào. Đây chính là khu vực giả lập 3D với một cái kích thước gần như là kích thước thật. Cho nên bản thân mình sẽ cảm nhận được sau này khi mình vào cái khu vực sảnh bên trong khu vực căn hộ ngôi nhà của mình thì mình tận hưởng cái cuộc sống nó như thế nào. Yeah. Chỉ với những hình ảnh như thế này thôi nhưng đã cảm nhận được sự sang trọng và ấm áp đồng thời trong không gian này. Đúng rồi, đúng rồi. Và bây giờ thì xin mời Châu chúng ta cùng qua khu vực nhà mẫu. Xin mời Châu. Xin giới thiệu đây chính là căn hộ mẫu của căn 2 phòng ngủ, diện tích là 73,3 m². Và điểm đặc biệt là toàn bộ tất cả các căn hộ bên trong Lumiere Riverside thì tất cả các phòng đều có view. Ví dụ như ở đây cho có thể thấy là chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ view hoàn toàn ra khu vực bên ngoài, và phòng khách cũng sẽ có view rất là đẹp. Đó, thì xin mời bắt đầu là chúng ta vào trong khu vực căn nhà của chúng ta. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái trang thiết bị bàn giao rất là cao cấp. Như ở đây là chúng ta sẽ có khóa Smart Lock của Samsung. Khóa Smart Lock này thì sẽ có rất là nhiều những cái chức năng như là khóa bằng vân tay nè, nó sẽ có chức năng chống sốc điện để mà trong trường hợp những cái người gọi là trộm cao cấp hiện nay là có những cái thiết bị gọi là phá khóa bằng sốc bằng điện á, thì ở đây là cũng chống luôn. Rồi hoặc là ở bên trong nhà khi mà nhiệt độ bên trong căn hộ chúng ta mà từ 50 đến 70 độ C, tức là có cháy nổ xảy ra thì cửa cũng sẽ tự động mở, và rất nhiều những tính năng khác. Và bây giờ xin mời Châu, chúng ta sẽ cùng bước chân vào trong căn hộ. Ở khu vực cổng phòng khách này chúng ta sẽ có một độ cao từ sàn cho đến trần thạch cao lên đến 3 mét, thì chúng ta sẽ có một cái không gian cực kỳ rộng và thoáng. Và đặc biệt là máy lạnh ở đây là cũng sử dụng là máy lạnh multi, tức là một cục nóng ra nhiều cục lạnh của Daikin. Daikin là thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản về máy lạnh, và được sử dụng là máy lạnh âm trần, cho nên là cái độ thẩm mỹ của cái phòng khách của mình rất là cao. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một khu vực ban công rất là rộng rãi để mà chúng ta có thể kê một cái ghế sofa, chúng ta có thể ngồi uống cà phê và chúng ta view ra toàn cảnh trước mặt căn hộ của chúng ta. Đây là view thực tế của căn hộ. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta sẽ có một cái view sông Sài Gòn cực kỳ đẹp với một cái thảm cỏ xanh trước mặt cực kỳ tuyệt vời. Và đặc biệt là khi chúng ta qua khu vực bếp thì ở khu vực bếp này là được lót hoàn toàn bằng đá marble, và đá marble này là đá marble màu tối. Thì như mình biết là đá marble là loại đá dành cho những người giàu, bởi vì những cái vân đá rất là đẹp, họ phải chọn lựa từ những cái mẫu đá để tạo được những cái vân đá rất là đẹp. Và khi sử dụng đá marble màu tối á, thì trong quá trình mà chúng ta làm bếp thì chúng ta dùng lâu nó không có bị đổi màu. Thương hiệu thiết bị ở đây cũng là dùng của Kohler, là những cái thương hiệu rất là sang trọng. Và cái vòi này sẽ là vòi cảm ứng, nhưng mà chỉ cần để tay ở khoảng khu vực này chúng ta sẽ có nước tự động chảy ra. Rồi đặc biệt ở đây cũng sẽ bàn giao lò nướng. Đây là lò nướng của Bosch, thương hiệu Bosch. Mặt bếp cũng của Bosch và máy hút mùi cũng của Bosch. Và nếu mà mình để ý thì trên mặt bếp của Bosch sẽ có một cái chữ là Schott Ceran. Schott Ceran là thương hiệu của Đức. Nếu mà nói về Đức thì tức là chúng ta nói về chất lượng. Cho nên là mặt bếp Schott Ceran của Đức thì nó chịu được nhiệt độ lên đến 1000 độ C, sốc nhiệt lên đến 750 độ C. Và cái độ cứng của mặt bếp này nó vượt qua khỏi cái tiêu chuẩn của quốc tế. Và đặc biệt thực ra là bếp quan trọng nhất là khi mà chúng ta nấu nướng trong một thời gian rất là dài thì cái mặt bếp nó rất là nóng. Và nó nóng như vậy chúng ta dùng nhiều năm nó sẽ sản sinh ra những cái chất, nó gọi là chất gây ung thư. Thì đặc biệt là trong quá trình sản xuất của mặt bếp của Schott Ceran hoàn toàn không chứa chất ung thư, đó rất là an toàn cho bản thân. Đó, rồi toàn bộ bếp cũng sẽ được bàn giao y chang như vậy. Khu vực bếp này thì chúng ta cũng sẽ có cái mặt đá là đá granite. Và đá granite nó sẽ có một đặc điểm là đá granite là loại đá mà độ chống thấm rất là cao, cho nên rất phù hợp với cái khu vực ở bếp. Và đá granite thì cái vân đá rất là đẹp. Và đặc biệt đá granite là cái loại đá mà hoàn toàn là không nung mà được nén lại, mà nén nguyên khối, cho nên là cho dù chúng ta dùng sau này chúng ta dùng lâu, chúng ta có những cái vấn đề về xước hoặc là có những cái vấn đề cái phần cốt của cái đá nó vẫn giữ nguyên được cái vân rất là đẹp. Và khi mà chúng ta bước chân vào khu vực phòng khách và khu vực phòng ngủ và những phòng còn lại thì toàn bộ là được lát là lát gỗ công nghiệp, cho nên là cái cảm giác rất là ấm. Và chúng ta sẽ lát theo cái hình xương cá. Hình xương cá là hình mà gần như là lót gỗ theo hình xương cá, sẽ thông thường để áp dụng cho những cái villa, những cái nhà rất là sang trọng. Đó. Rồi đặc biệt ở đây là gì ạ? Ngay cả những cái thiết bị công tắc cũng là dùng của Siemens, rất là gọi là hiện đại và nhìn nó thẩm mỹ. Thiết bị gọi là thiết bị liên lạc nội bộ cũng sử dụng thương hiệu của Ý, đó là Kohler, đây là một thương hiệu rất nổi tiếng của Ý. Thì toàn bộ tất cả những trang thiết bị này đều được sử dụng ở mức cao cấp nhất. Khi chúng ta vào khu vực phòng tắm thì chúng ta thấy gì ạ? Sử dụng toàn bộ thương hiệu của Kohler. Thì Kohler là một trong số ít các thương hiệu gọi là nung nguyệt men đến 1500 độ C. Và khi chúng ta nung nguyệt men được đến nhiệt độ này thì dùng sản phẩm cực kỳ bền. Chúng ta có thể dùng đến 30-50 năm mà hoàn toàn không đổi màu. Chưa kể là trong quá trình nung nguyệt men thì Kohler họ đưa vào một cái gọi là men kháng khuẩn. Cho nên là bản thân là dùng những cái sản phẩm này của Kohler chúng ta sẽ rất là an toàn cho sức khỏe. Chưa kể Kohler họ còn có một cái công nghệ gọi là clean coat. Clean coat tức là một công nghệ là giống như là mình biết là ở trên cái mặt lá sen á, thì những cái hạt nước khi mà rơi trên lá sen nó sẽ không tụ lại mà nó sẽ lăn trên cái mặt sen. Thì ở đây cũng vậy, những cái nước nằm ở trên cái mặt này nó sẽ lăn hoàn toàn xuống dưới này, cho nên lúc nào cái mặt xứ của chúng ta nó cũng rất là khô ráo. Và khi mà khô ráo như vậy thì nó cực kỳ đảm bảo về mặt vệ sinh. Và trong khu vực nhà tắm thì còn bàn giao thêm một bồn cầu là bồn cầu thông minh. Thì đây là một trong những cái bồn cầu gần như là thông minh nhất trong của hãng Kohler. Thông thường thì những cái bồn cầu thông minh sẽ có những cái nút phím bấm nằm ở đây, sẽ hơi bất tiện. Thì ở đây với những cái hệ bồn cầu thông minh cao cấp hơn thì những cái phím bấm nó nằm ở ngay ngang tầm tay của chúng ta, và chúng ta hoàn toàn có thể có rất nhiều những cái chế độ điều chỉnh, điều khiển và cực kỳ thuận tiện, tốt cho cuộc sống. Và ở trong khu vực này thì tất cả những cái trang thiết bị cũng sẽ bàn giao của thương hiệu Kohler. Đây chính là khu vực phòng ngủ master, phòng ngủ chính, và với một cái view gần như là phun kính từ trần cho đến sàn. Cho nên là mỗi một ngày khi chúng ta về đến nhà, chúng ta chỉ cần ngồi ở đây thôi, chúng ta sẽ có chọn cái tầm view cực kỳ đẹp. Ví dụ như ở đây là cái tầm view về Landmark 81 và với cái view thành phố cực kỳ rực rỡ về đêm ở ngay trọn trong tầm mắt của chúng ta. Đặc biệt là tủ quần áo cũng sẽ được bàn giao với một cái hệ kính màu đen như vậy, cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào sẽ rất là sang trọng. Và hệ kính này đồng thời cũng được thư thêm rất là nhiều những cái khu vực để đồ rất là tiện lợi. Và ở đây gần như là theo những cái chuẩn này là chuẩn cao cấp của nước ngoài. Tất cả bàn giao cùng với căn hộ. Đúng rồi, chính xác. Để mà làm sao đó để mà chúng ta từ cái cảm giác mà chúng ta bước chân một căn hộ, bước chân lên sảnh sử dụng tiện ích, cho đến khi mà chúng ta bước chân vào bên trong căn hộ của chúng ta, thì chúng ta vẫn giữ được cái cảm giác gọi là một cái chuẩn sống sang trọng như vậy. Và đặc biệt là ngay cả cái khu vực phòng ngủ chính, nhà vệ sinh của phòng ngủ chính thì sẽ bàn giao cũng là bồn cầu thông minh của Kohler, nhưng mà cái hệ bồn cầu này còn thông minh hơn cả phòng ngủ phụ. Giống như chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phím bấm ở đây, màn hình cảm ứng để ở ngay cái tầm tay của chúng ta, cực kỳ tiện lợi. Đây là gạch giả gỗ, và khi mà lần đầu tiên chúng ta nhìn vào đây chúng ta cảm giác là ở đây giống như là gỗ, cho nên là cái cảm giác bước chân vào trong phòng nó sẽ rất là sang trọng. Nhưng mà khi chúng ta chạm tay vào thì nó mới là gạch, và cái gạch này thì nó sẽ rất là bền ở trong những cái khu vực của bên phòng tắm. Rồi khu vực sàn của phòng tắm là cũng được lót hoàn toàn là đá marble, và đá marble này thì cũng được thông qua xử lý nhiệt, cho nên là hoàn toàn không bị chênh chượt. Thì những cái đá marble này nó lại tạo thêm một lần nữa, tạo thêm sự sang trọng cho toàn bộ căn hộ của mình. Như vậy thì khi khách hàng nhận bàn giao căn hộ của mình thì bản thân căn hộ đã có rất nhiều những cái trang thiết bị cao cấp rồi. Khách hàng chỉ cần thiết kế decor lại căn hộ của mình theo đúng cái style, phong cách của mình. Như vậy là mình đã đủ tận hưởng toàn bộ cuộc sống, từ lúc bước chân vô trong khu vực Lumiere Riverside, tận hưởng toàn bộ những cái tiện ích. Ví dụ như là bơi ở trên hồ bơi ở tầng 8 với tầm view của tầng 11, cho đến khi bước chân vô căn nhà, một lần nữa tận hưởng toàn bộ một cái tầm view cực kỳ đẹp về sông Sài Gòn. Và bắt đầu là cái cuộc sống nó sẽ diễn ra tương đương với một cái tiêu chuẩn nước ngoài. Thì đó chính là cái cuộc sống, một cái phong cách sống mới đang diễn ra ngay tại Lumiere Riverside. Cảm ơn anh Tuấn về những thông tin rất là hấp dẫn ngày hôm nay. Minh Châu tin đây là một dự án xứng đáng để chờ đợi. Hy vọng là hôm nay sẽ cung cấp được cho Châu khá là nhiều những thông tin bổ ích. Dạ, chắc chắn rồi, và cho tất cả mọi người nữa. Đúng rồi, cảm ơn Châu. Hẹn gặp lại anh. Hẹn gặp lại Châu.